Trang. Ba, ba chưa ngủ hả ba? Ba tỉnh rồi hả ba? Ba chờ con nãy giờ. Con ăn cơm chưa? Dạ chưa. À, ba ăn cơm không? Con vô lấy cơm cho ba ăn chung với con luôn nha. Thôi, ba không đói, con ngồi ăn đi. Ông à, sao khuya rồi ông không đi ngủ đi? Mẹ ơi, ba ngồi chơi với con một tí à, không sao đâu mẹ đừng có lo. Sao cổ con bị bầm vậy nè? Hả? Ai đánh con phải không? Hả? Dạ, cái này hả ba, cái này là... Sao? Hôm bữa con sơ ý quá cho nên con bị té, chứ không có gì đâu ba. Con giấu ba phải không? Con bị bạn con ăn hiếp, nó đánh con phải không? Tại ba lo cho con không được cho nên là tụi bạn con nó ăn hiếp con đây nè. Được rồi, mai ba tới trường ba mét cô giáo tụi nó, cho tụi nó bị đánh đòn luôn. Ba ơi, con lớn rồi, đâu có ai ăn hiếp con đâu. Nó không có bị ai ăn hiếp hết trơn á. Mẹ. Tại vì có những lúc ông lên, ông bực mình rồi ông đánh nó đó. Nếu như ông thương con đó thì mai mốt ông đừng có đánh nó nữa. Bà nói cái gì? Tôi đánh con tôi hả? Nhưng mà tại sao tôi lại làm như vậy? Nó là con tôi mà. Sao tôi đánh nó? Ba ơi, con là con của ba mà sao ba đánh con được? Ba ơi ba. Không, tôi làm sao tôi đánh nó được? Ba ơi, nó là con tôi mà. Làm sao tôi đánh nó? Tại sao tôi đánh nó? Nó là con tôi mà. Tại sao tôi đánh nó? Không, thôi không, ơi, không ba, đánh con ba, tôi. Không, không. Ba ơi. Nó là con tôi, làm sao tôi đánh nó được? Ước gì ba trở lại bình thường, vĩnh viễn không bao giờ rơi vào tâm trí mù mờ nữa. Lạy trời cho ba đừng bị kéo vào cơn ác mộng nữa. Dạ anh dùng gì ạ? Cho anh ly cà phê đá được rồi. Dạ. Dạ, xin lỗi, anh cần gì ạ? Thì vào quán cà phê dĩ nhiên là uống rồi, chứ anh đâu có kêu gì khác nữa đâu cô bé. Dạ. Trời, Phước làm Trang hết hồn mà. Làm bài được không? Mà ngồi coi cái gì vậy? Cũng được, nhưng mà cô ba Trang làm đại, không biết có đúng hay không nữa, đang dò lại nè. Còn Phước, chắc Phước làm được hết đúng không? Thì cái môn anh văn á, là Phước đoán làm được khoảng 90%, còn các môn kia thì được 100% á. Trời, sướng vậy, vậy lại chắc được thủ khoa rồi. Thôi, chức thủ khoa dành cho Trang đi, Phước không nhận đâu. Phước chỉ muốn là mình thi vào loại giỏi, tại vì ba mẹ trao giải thưởng như vậy mà. Vậy hả? Ừ. Vậy chừng nào Phước được giải của ba mẹ, nhớ dẫn Trang đi ăn nha. Không đợi lúc đó đâu, bây giờ luôn nè, Phước sẽ khao Trang. Tại vì á, Phước vừa nhận tiền nhuận bút, viết về áo trắng. Trang muốn ăn gì Phước khao. Hôm nay hả? Ừ. Hôm nay chắc không được, tại vì Trang phải đi làm. Trang nghỉ mấy buổi để học thi, hôm nay phải đi làm bù á. Có gì đâu, đi ăn với Phước. Đằng nào á, Trang cũng phải về nhà ăn trưa mà. Ăn xong á rồi đi làm. Trang không có về nhà,
Trang có mang đồ đi làm theo á, tới quán Trang thay luôn mà. Vậy thì càng tốt, thì ăn xong á Trang đi làm luôn. Không được, tại vì hôm nay là ca trực của Trang. Ôi, chứ không lẽ Trang đầy bụng đói đi làm sao? Đâu có, Trang đâu có nhịn đói đâu. Chút nữa Trang đi mua bánh mì rồi Trang gặm, Trang đi làm luôn. Thôi không được đâu, Trang phải ăn uống cho đàng hoàng, nếu không đói bụng là chết. Không sao đâu, Trang đi nha. Không có được, ăn uống như vậy không có được đâu, không có sức khỏe. Trang phải đi ăn cho đàng hoàng. Bây giờ á, Trang có đi trễ chút xíu cũng không sao đâu nha. Thôi không nói nhiều nữa, đi. Đi lẹ lên. Phước, anh Trần á, thấy mày đến bất ngờ như vậy, bảo đảm ngạc nhiên cho biết. Tao thấy kỳ quá à. Ở nhà mày họp mặt toàn người quen không à, có mình tao là người lạ à. Kỳ không. Lắm. Không có kỳ gì hết á. Ở nhà tao á, ai mà không biết mày. Thôi, bây giờ mày chở tao qua Pizza Phượng Hoàng đi, rồi lát nữa tao tự về cũng được. Qua đó kiếm anh Quân chứ gì. Mà biết ổng có ở đó không mà kiếm. Nếu không có thì mình về có sao đâu. Tao thấy mày á, mày lụy anh Quân lắm rồi đó nha. Coi chừng á, mai mốt mày lại khổ cho coi nè. Kệ tao, tao thích kiểu người đàn ông ngang tàn vậy đó. Vậy mới nam tính. Nam tính cái con khỉ á. Sao mày quan niệm lệch lạc quá vậy. Mày đứng ở ngoài mày nói hay lắm. Để coi mai mốt mày yêu rồi sao, coi chừng mày còn lụy hơn tao nữa đó. Tao sợ mày luôn. Cục cưng, em chào mấy anh. Chào mấy anh. Anh, đi chơi với em nha. Bà em đâu sao em không đi? Thôi, em không thích đi chơi với bạn em. Đi chơi với anh vui hơn. Đi, mình đi ha. Tụi bay chơi tiếp nha, tao đi đây. Nè, mày chơi giùm tao đi. Ê, có bồ rồi, bỏ bạn hả mày? Đi trước à. Nha, anh chơi vui vẻ nha. Em bye. Đi ha. Giờ mình đi đâu cục cưng? Em muốn đi đâu? Tùy anh, đi đâu cũng được. Đi với anh làm vui rồi. Hay là mình đi kiếm gì ăn đi. Trời ơi, giờ này mình đi ăn gì? Buổi sáng giờ anh chưa ăn gì hả? Sáng giờ anh ở đó chơi không à, có ăn uống được gì đâu. Em sợ anh luôn đó. Ăn uống kiểu đó mai mốt đau bao tử cho coi. Chuyện nhỏ, ba cái chuyện nó có gì đâu trời. Hả? Thôi khỏi đi ăn đi, mình đi uống cà phê. Thôi, bây giờ đi ăn cũng được, rồi đi uống sao nha. Ủa, anh đi quán cà phê nào mà đi đường này vậy? Ra Mimi đúng không? Ra đó cho thay đổi không khí. Ở đây đi em. Dạ, anh chị dùng gì ạ? Em muốn gì? Em muốn giống anh đi. Dạ, cho anh 2 ly cà phê đá. Dạ. Quên nữa. Dạ. Lát nữa Kim Minh Trang mang cà phê cho anh. Dạ. Trang ơi, 2 ly cà phê đá. Sao em không uống cà cao sữa? Em thích uống cà phê đá giống anh. Dạ mời anh chị uống cà phê à. Cảm ơn em. À, hồi nãy quên dặn em là bỏ đường chứ đừng có bỏ muối nha. Dạ. Dạ em biết rồi. Vậy á, là em biết tại sao cục cưng muốn tới quán này rồi. Em á, đừng có suy diễn lung tung. Chắc ghé đi thường lắm phải không? Thì mới có 3 lần à. Biết vậy á, nãy em không thèm ghé quán này. Anh cười gì vậy? Không có gì, đâu có gì đâu. Rõ ràng là anh đang cười em mà. Nếu mà bây giờ em không thích đó thì anh không cười nữa, được chưa? Đúng là khó. Không ngờ là thua tụi thằng Phiên, nhục quá. Thôi, bỏ qua đi. Đã chơi thì chuyện thắng thua là chuyện bình thường mà. Mà tụi nó cũng thắng mình sát nút, cày trật lắm mới thắng được. Đúng rồi, tụi mình tuy thua, nhưng mà thua trong danh dự mà. Thua là thua, là nhóc. Tụi mình cũng chơi hết cỡ rồi,
Tại tụi thằng Phiên chơi lên tay thôi. Chứ chứ không phải á, có thằng nói á hạ tụi thằng Phiên đo dáng hay sao? Ý mày muốn nói tao chứ gì? Thua một lần làm gì cây cú dữ vậy? Đối với mày, không bỏ tiền ra chung độ á thì mày đâu có thấy tiếc. Mày nói gì đó mày? Mày thôi mà, thôi đi. Bạn bè không à, ngồi xuống. Thì ra mày cây cú về chuyện đó. Được rồi, tiền chung độ là bao nhiêu? 20 triệu, chia sòng phẳng mỗi thằng 5 tê. Chừng nào giao tiền? Tối nay. Chiều nay tao sẽ đưa. Còn chào nhau hôm nay á cũng phải chia đều luôn. Ê Khoa, ủa mày đâu vậy? Kệ nó đi. Cái thứ nghèo rớt mồng tơi mà mày đặt làm phách. Thôi được rồi. Em ơi. Dạ. Dạ anh cần gì ạ? Cho anh gặp bên Trang đi. Dạ Trang đang bận công việc, anh cần gì em giúp cho? Tôi cần gặp nó có việc. Chú kêu nó ra đây có anh Khoa gặp. Dạ. Trang ơi, có người tìm nữa kìa. Có chuyện gì vậy anh hai? Minh Trang à. Là anh đi nhìn nó hoài vậy? Em có tiền đó không? Anh đâu có nhìn gì đâu. Cho anh mượn nợ vài triệu đi. Vài triệu hả? Vài triệu là bao nhiêu? 5 triệu hả? Em làm gì có số tiền lớn như vậy? Anh cần gấp 5 triệu. Nếu không trình dự của anh sẽ bị chôn dưới bùn đó. Em đâu có nhiều tiền như vậy đâu anh. Thì em xin ứng lương đi, rồi mượn đỡ bạn bè gì đó cũng được. Mới đầu tháng mà ứng lương gì anh? Tụi em làm theo ca mà, mỗi tháng chưa tới 1 triệu nữa. Anh biết em có gửi tiết kiệm mà. Thôi rút ra cho anh mượn đi, anh hứa trả cho em mà. Không, tiền đó là tiền em để dành để học đại học đó. Anh gây quán này là vì anh muốn tán tỉnh con nhỏ này chứ gì. Anh đi với em anh vậy đó hả? Đâu có, anh sao dám chứ. Anh mà sợ ai chứ? Trả lại cho mày, không thiếu 1 đồng luôn. Anh hứa đó. Không thiếu 1 đồng hay là anh xài không còn 1 đồng? Anh kẹt dữ lắm mới tới đây nhờ em đó. Hay là anh thua bài bạc cá độ rồi, anh dính mấy thứ đó em không có giúp anh đâu. Cái con nhỏ này. Anh gặp chuyện đắp trối mới tới đây tìm mày. Mày thấy anh mình sắp chết mà không cứu. Cho anh chết luôn. Tối ngày cờ bạc không có lo làm ăn gì hết trơn á. Ê, không giúp thì thôi nghe chưa. Không có dở giọng chị hai ra đây nghe chưa. Thôi anh về đi, chỗ em đang làm việc. Ê Trang. Cái gì nữa? Minh Trang à, anh đang nỉ em đó. Em không có mà, không có. Anh sẽ trả mà. Anh bỏ tay ra đi. Giúp anh đi. Em không có. Giúp anh một lần này thôi. Em không có tiền đâu. Anh làm cái trò gì vậy? Làm như vậy với con gái là hèn lắm biết không? Mày là ai vậy? Hả? Mày là ai mà xen vô chuyện của tụi tao? Hả? Ủa? Thấy gai mắt thì xía vô được không? Mày là cái thằng nhiều chuyện. Hả? Mày không biết tao là ai à? Hả? Là cái đồ du thủ du thực chứ là cái gì? Thôi đi mà. Thôi đi anh. Anh lại vậy hả? Dám đụng vô bộ tôi hả? Mày láo hồi. Tôi chừng tôi đó nghe chưa? Mày nhớ mặt tao nghe. Thôi anh ơi, anh về đi anh. Tao sẽ gặp lại mày. Biến đi. Anh hai. Thôi mày đi anh. Nhớ đó. Mày nhìn kỹ cái mặt tao nghe. Nhớ nha. Anh hùng quá hả? Thấy con gái đẹp bị ức hiếp là nhảy ra can liền à. Làm ba chuyện tào lao không à? Ừ, anh làm chuyện tào lao gì đó. Anh còn thừa nhận nữa hả? Ủa, thì anh thích làm chuyện tào lao mà. Nói anh cái gì cũng cãi hết trơn á. Mà anh thấy nó có biết ơn anh không? Anh chạy ra ngoài anh can ngăn cho nó, mà nó còn nói là nó không quen anh đó. Thứ gì á, vô ơn, không biết điều. Ủa, thì người ta không quen, người ta nói là không quen. Chứ bọn em muốn